Giờ có 7 gái nhân 5 là 75 35. Ủa. Anh Vui, anh Vui ơi. Cái gì đây? Đây rồi, đây rồi, anh đây rồi. Em nhờ cái. Cái gì mà như tránh nhà thế? Em nhờ một cái. Nhờ cái gì? Là chuyện như này. Biệt con chó nhà hàng xóm gần nhà người yêu em ấy thì nó già lắm rồi. Con chó già? Vâng. Nhà hàng xóm? Vâng. Mối quan hệ của cậu? Vâng. Thế là chuyện gì? Là thế này. Con chó đấy là nó già rồi. Tính theo tuổi người như là nó cũng được 60 rồi. Mà bây giờ nhà người ta lại đi du lịch hết, xong lại gửi sang nhà người yêu của em, mà nó bây giờ nó lại đang chữa. Từ đã. Con chó già 60 tuổi. Vâng. Thế có nghĩa là nó không phải là già mà là rất già. Vâng, rất già rồi. Bây giờ nó đang chữa. Vâng. Chuyện tiếp theo là gì? Lúc ấy, em nhớ ngày xưa là anh đỡ đẻ cho này, chó. Này. Bố nháo à. Sao đúng rồi. Cậu nhìn mặt tôi này mà đỡ đẻ chó. Không. Nhưng mà không anh thì là ai? Để tôi định vị xem nào. Ông Thắng. Thắng nào? Thắng Huyền ấy. Hồi trẻ đỡ đẻ chó suốt. Bác Thắng Huyền bên này á? Chuẩn luôn. Thế anh sang nhờ đang giúp em cái. Này vớ vẩn nhá. Đi. Em bảo người yêu cậu gọi ai đến hoặc là đưa nó vào viện C, viện sản. Em cũng search Google rồi, nhưng mà gọi hai chỗ nó có nghe máy đâu. Thôi anh nhờ em cái. Thế vâng. Anh giúp em cái, con chân nó ra hẳn đằng sau rồi. Cái gì? Tụt ra đường acid rồi á? Vâng. Thế thì đẻ đến nơi chứ còn gì. Vâng. Đi luôn. Dạ. Này, tôi cho tớ cái. Ôi dồi. Sao? Sao đấy? Tụt đường huyết. Làm sao? Biết người ta sợ máu rồi còn đưa cho đổ dã man. Ui, này, chú vứt đây cho tôi cái. Này, con chó già quá rồi mà lại bị đẻ ngược mất hai con. May mà tớ sang kịp đấy. Thế bây giờ phải cho nó ăn gì? Cho nó ăn gì ạ? Từ từ, bây giờ thế này. Cậu về nhá. Cậu pha một ít nước muối loãng cho nó nghỉ ngơi một lúc, sau đó cho nó uống, hiểu chưa? Vâng. Thế còn ăn uống ấy thì là con đấy bây giờ răng kém lắm rồi. Những cái thứ mà nó ăn bình thường ấy chắc là không sơ được nữa đâu. Ninh nhừ, cháo với thịt băm nhá. Ninh nhừ lên tất cả những cái gì xương sẩu bỏ nhá. Dạ vâng. Cho nó uống thêm sữa. Cho nghỉ ngơi, đừng cho ai vào nhá. Thế là uống cả sữa. Kiếm cho tôi một cái rẻ. Vâng. Nhá. Phải kiếm cái loại mà mềm và khô. Vâng. Để mình trải nó ra ở cái ổ của nó. Chứ đừng có kiếm những cái rẻ vụn ấy rồi nó chèn vào con nó, hiểu chưa? Vâng. Chó nhà cậu đâu mà cậu vâng nhanh đấy. Tôi chết. Bác làm em nhập tâm quá, khiến cho em tưởng chó nhà người là chó nhà mình. Thế sao cậu không tưởng là vợ nhà người là vợ nhà mình đi? Anh giúp em thì em có một chút ít em gửi. Ấy, thôi. Này, thôi. Người ta cho cái gì, luộc luôn cái đấy. Này, tôi chữa chó cho người ta là cậu chữa chó cho người ta đấy. Vớ vẩn. Cất đi, để mà mua thức ăn bồi dưỡng cho nó nhá. Ý được cái chuyện nhanh. Thế thôi, nhớ đấy. 5 lít mà chê, cao thượng thế. Chồng ơi, vợ chồng tập này á, khỏe phải biết. Từ lúc tôi đi cắt tóc về, tinh thần nó thư thái hẳn. Chồng ơi, cắt tóc á? Nhìn xem nào. Nhìn đi. Dùng ôi này, công nhận đấy. Chồng cắt tóc ấy giống anh Kim So Young thế, biết được là sai quá cơ. Kim Jung Ho. Quên, đẹp ra giống anh Kim Jung Ho. Đẹp ra quá. Tôi vừa đảo ngói xong một cái, bước ra khỏi cửa hàng, 13 em xì tin ấy, đập đầu vào vỉa ba toa, dãy đành đạch, đành đạch. Tôi chết rồi, sao lại đập đầu vào vỉa ba toa chết hả chồng? Nó nhìn thấy tôi đẹp trai quá mà. Đẹp trai quá cơ mà. Bọn chồng chỉ được đẹp trai với em thôi, mấy bọn nó chồng phải kêu vào. Trời ơi, này. Dạ? Hôm nay trời đang có nắng, tôi chỉ cần một tia nắng thôi, tôi sẽ tỏa sáng. Mà chồng ơi, trời sắp mưa này. Chỉ phúc cái mồm cô đi, tôi đang có hứng thì... Thế thì đúng không? Này, nghe em ạ. Dạ.
không hiểu ông Thắng ông là người thế nào nhá. Mà ông ấy vừa bước đến một cái, con chó nó ngay lập tức nó thòi ra. Thòi cái gì ạ? À, cái chân của con chó lập tức nó dài ra. Dài ra, mày thôi em bảo này, trông nói từ từ đi. Nó nhanh quá bắn hết lớp bò vào mặt em. Kinh quá biết rồi. Nhưng mà chồng ơi, giống chó đấy, giống chó gì mà lại dài ra như thế? Con chó đấy nó trông thế nào nhỉ? Tả nào? Nó bé, nó bé như con vợ nào Thắng ấy. Ôi thế chết rồi này, giống em Huyền là khó đẻ lắm ấy nhá. Thôi bé tí làm sao đẻ được. Ừ, mà không hiểu là anh Thắng cho đẻ thường hay đẻ mổ nè. Ôi nhỉ, đẻ thường hay đẻ mổ nhỉ? Ừ. À mà anh chưa đẻ bao giờ anh không biết. Ôi giời à, thế mà chém gió như đúng rồi ý. Thế cô đã đẻ chưa? Ừ, cô đẻ thường hay đẻ mổ cô biết không? Em chưa đẻ, nhưng mà em cập nhật được trên mạng nhiều lắm ý. Bây giờ kiến thức của em gấp trăm gấp nghìn lần những cô gái đẻ rồi nhá. Cô mà tài như thế, cô cần gì cô phải nói chuyện với tôi. Cô tự đi mà đẻ. Mà công nhận đấy, mình nhìn thấy một tí máu thôi đã ngất lên ngất xuống rồi. Mà bây giờ mình chứng kiến cả một ca đẻ như thế. Ôi dồi ôi, mai mình phải đúc luôn một huy chương vàng dành cho mình. Ôi dồi, mình phục mình quá cơ. Huy chương vàng trời ơi. Cô đúng là nổi tiếng là ca khó đẻ ở bệnh viện C. Đúng là mỗi người phong cách. Kệ cô. Ôi dồi. Đấy, không đủ huy chương vàng giống mình là một ghen tức, giận dỗi. Đẹp dai mà lai dai. Cô biết chuyện gì chưa? Chuyện gì đấy? Bác Thắng ý, người đã đẻ cho một con chó già gần trăm tuổi đấy. Hả? Đồ ní thông cướp công người khác. Dạ, kính thưa cả nhà, hôm nay đến với chúng ta có chú Tốt và cô Vun, có con chó. Hôm trước là có giúp chú ấy. Dạ vâng. Thế này bác ạ, lần trước là anh Thắng anh giúp cháu đỡ đẻ cho con chó gần nhà hàng xóm. Thế là cũng may là có anh ấy đấy. Không là con chó nó đẻ mà mẹ không tròn con không vuông được. À mà cảm ơn cả anh Vui đi nữa, may cháu gặp anh Vui giữa đường. À, anh ấy dắt sang nhà anh Thắng. Vâng ạ. Anh Tử ơi à, sao chả cảm ơn như trong hội nghị thế? Chết nhầm. Đấy nhưng mà cháu biết là anh chỉ giúp thôi. Thế nhưng mà cũng phải có tấm lòng chứ. Đây ạ, cháu có chút gọi là cây nhà lá vườn à. Mong bác với anh đừng từ chối ạ. Ôi, bác xin. Con ơi, đi lấy cái đĩa ra đây. Mỗi người hưởng tí. Gặp ngon mà. Đúng mà, đúng quá. Cao thượng. Cũng phải thú thật là từ khi mà tái xuất giang hồ thì là lần đầu tiên tôi gặp phải một cái ca chó đẻ mà nó khó như thế này. Đúng rồi, phải nói là lần đầu tiên tôi gặp một con chó già đến mức là rụng gần hết trang, da rẻ nhăn nheo. Vâng. Mặt mũi đầy ngọc đơn ngọc kép, gân cơ giáo hết cả, mà vẫn cố gắng để đẻ. Vâng. Phải nói rằng đây là một ca khó đẻ nổi tiếng trong tập thể của chúng ta. Vâng. Phải nói rằng kết luận là một ca không dễ đẻ. Bởi vì thực ra với một cái sinh vật ở cái tuổi như thế rồi mà vẫn chưa đẻ được thì phải nói là một điều mà từ trước nay không thể. Nếu như tính mà ra tuổi người thì cụ Mích này cũng phải tầm được khoảng 100 tuổi. Bởi vì các cụ vẫn nói là một tuổi người bằng 10 tuổi chó mà. Đấy, 100 tuổi rồi mà vẫn còn chưa mà lại những 4 con mà đẻ một cách ngon lành. Phi thường. Xin cả nhà cho một tràng pháo tay ạ. Công nhận là em phục nhất cụ Mích đấy ạ. À và bây giờ chúng ta nên đặt cho anh Thắng một cái nickname mới. À nickname mới được. Là biệt danh ạ. Bác sĩ Thắng. Bác sĩ nào? Đây không. Tôi làm gì có bằng bác sĩ đâu. Hay là gọi một cách khác nào. Thầy thuốc. Thầy Nam bác sĩ Thắng. Thầy Nam bác sĩ Thắng. Ôi trời, hay. Nhưng mà chồng ơi, hơi dài à? Thế gọi là Lang Thắng đi. Lang Thắng, ơ Lang Thắng rồi. Tôi cảm ơn mọi người nhưng tôi không dám nhận cái tên đấy đâu. Mọi người cứ gọi tôi đơn giản là Thắng chó đi cho nó thân mật. Thắng chó. Tôi biết cái gì mà hay. Theo em anh không nên đặt tên là Thắng chó. Bởi vì nhớ anh đỡ đẻ cho Châu rồi làm thế nào? Thắng Châu. Châu. À thôi. Nói đùa vậy thôi. Cái tên là do bố mẹ tôi đặt từ khi còn bé thì tôi cứ gọi tôi là Thắng thôi. Đúng rồi. Tôi đỡ đẻ cho anh. Gọi Thắng cho cả nhà kìa. Cả nhà các bạn thấy ạ. Ngon quá.
ăn đi các cháu. Cháu ơi bác ơi, ngon quá, ngon một tí ăn đi các cháu. Mình cũng cái nhỉ.